Điều duy nhất có thể giúp cho bạn có cảm giác đầy đủ đấy là hãy để cho năng lượng chảy trôi lại bên trong mình với ba nhịp thở kết nối lại với phổi và trái tim của mình, thở thật là sâu bên trong của mình và hé ra tất cả những cái điều gì còn đang giấu ở dưới tận đáy của cơ thể của bạn. Bạn có thể đặt một tay lên trái tim của bạn nữa và hiện diện với cái tiếng đập của con tim của bạn và hãy thở hơi thật sâu, bởi vì sự hiện diện nó mới mang lại giá trị cho bạn. Sự hiện diện là khi bạn kết nối lại được hơn cái sự biết ơn. Mỗi buổi sáng tôi đón nhận dòng oxy mới đi vào vùng phổi của tôi và cơ quan nội tạng của tôi vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Mỗi ngày trái tim của tôi vẫn đập nhịp nhàng và đều đặn. Mỗi ngày tôi đều có sẵn tất cả những điều gì tôi mong muốn có: tình yêu, người thân, những người con, người chồng, người bạn đời. Tất cả những gì tôi mong muốn có tôi đều đang có sẵn rồi. Và cái sự hiện diện này giúp cho bạn nạp đầy sự đầy đủ bên trong. Sự hiện diện trong hơi thở của bạn sẽ kết nối lại bạn với trái tim của bạn. Khi mà bạn kết nối lại với trái tim, kết nối lại bằng ba nhịp thở, bạn sẽ cảm nhận được là ồ, tất cả mọi thứ bạn cần để sống một cuộc sống hàng ngày nó đang có ở đây sẵn rồi. Là cái hơi thở đi ra và đi vào, nó là những nhịp trái tim của mình đập rất là đều đặn. Tất cả mọi người đều chạy theo công ăn áo mặc bạc, những cái bữa cơm ăn hàng ngày với lý do là tôi cần phải có được điều này, tôi không có đủ. Thực sự là bạn cứ thử nín thở đấy. Giây phút tiếp theo bạn còn sống không ạ? Tất cả mọi người không ăn trong vòng 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày không sao cả. Không uống trong vòng đâu đó 2-3 ngày cũng không sao cả. Không có mặc thì thôi, mặc tạm đồ ai cho cũng được, không sao cả. Tất cả mọi sự chạy theo, chạy đua với những người khác, ganh tị với những người khác, so sánh mình với những người khác là bởi vì bạn chưa nhận ra là bạn đang có nhiều hơn họ. Mỗi một nhịp thở bạn biết ơn trái tim của mình, bạn đang có rất nhiều hơn những người khác.